kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, hoạt động tín dụng khó khăn thì vẫn có những ngân hàng chủ động tìm hướng đi mới. Đó có thể là việc cắt giảm lợi nhuận, hạ lãi suất cho vay hay đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Đây chính là những điểm sáng đáng ghi nhận trong hoạt động ngân hàng 6 tháng qua. Vậy cụ thể các ngân hàng đã tìm hướng đi mới như thế nào và đem lại hiệu quả ra sao? Câu trả lời sẽ có trong mục Chuyện từ Phú Hiến trong ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành nghị quyết số 368 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng với dự kiến tổng mức đầu tư lên đến gần 9.300 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Như vậy, đây sẽ là công trình giao thông lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh đầu tư xây dựng, cũng là tuyến đường dài nhất tỉnh, cơ bản chạy dọc theo sát đê tả sông Hồng với chiều dài gần 56 km, điểm đầu tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, điểm cuối tại xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh với các nội dung giao Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào tổ chức rà soát, bố trí vốn hoặc chỉ đạo cấp xã bố trí vốn để thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc cấp mình quản lý. Các sở ban ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án do tỉnh quản lý tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Việc phân bổ ngân sách cho các dự án đầu tư phát triển mới phải được tổng hợp đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, tránh tình trạng đầu tư phát triển dàn trải, dở dang, không cân đối đủ nguồn vốn đầu tư. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản đề nghị các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 426 về việc ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và thanh tra chuyên ngành tăng cường nắm bắt tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các yếu tố nguy cơ và biện pháp phòng chống dịch bệnh. Biểu lãi suất huy động mới nhất tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước vừa đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua. Cụ thể, tại 4 ngân hàng này, lãi suất huy động kỳ hạn 1 và 2 tháng đã giảm từ 3,4% trên năm xuống còn 3,3% trên năm. Lãi suất cao nhất là 6,3% trên năm cho kỳ hạn từ 12 tháng. Như vậy, lãi suất các kỳ hạn ngắn từ 1 tới 3 tháng đã trở về bằng thấp nhất trong vòng 1 năm. Trong khi lãi suất huy động đối với kỳ hạn dài vẫn còn cao hơn gần 1% trên năm. Hiện không còn ngân hàng nào niêm yết mức lãi suất 8% trên năm. Lãi suất huy động phổ biến đối với kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại dao động từ 7 tới 7,5% trên năm. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đã khôi phục lại 83 trung tâm đăng kiểm, nâng tổng số trung tâm hoạt động lên 267 trên 281 trung tâm. Tình trạng ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm đã được giải quyết. Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư 02/2023 về miễn kiểm định lần đầu cho xe mới, tăng chu kỳ kiểm định cho ô tô con lên 30 tháng và thông tư 08/2023 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Quy định một số xe ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm đã giúp giảm chi phí, thời gian cho người dân khi thực hiện đăng kiểm. Tại Hưng Yên, 4 trên 6 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, còn 2 trung tâm đang đóng cửa do thiếu nhân lực. Còn khoảng nửa tháng nữa sẽ tới thời gian thu hoạch nhãn chính vụ. Tuy nhiên, thời điểm này, các hộ dân đang tích cực thu hoạch nhãn trà sớm. Năm nay, diện tích nhãn trà sớm chiếm khoảng 5-7% tổng diện tích trồng nhãn, ước tính sản lượng khoảng 2.900 tấn. Đây là thành quả của người nông dân khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, điều khiển nhãn ra hoa, đậu quả sớm, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, giảm áp lực thị trường tiêu thụ. Hiện nay, nhãn trà sớm được bán tại vườn với giá từ 30 tới 35.000 đồng trên kg. Nhiều giống nhãn quý như đường phèn, cùi cổ đang được bán với giá hơn 100.000 đồng một kg. Thời điểm này, các em học sinh chuẩn bị quay trở lại trường học, không khí mua sắm đồ dùng học tập bắt đầu nhộn nhịp. Năm nay, thị trường đồ dùng học tập khá phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã và không có biến động lớn về giá cả. Một số mặt hàng như bút viết, cặp sách tăng giá nhẹ khoảng từ 5-7%. Đối với mặt hàng cặp, ba lô học sinh, các đơn vị sản xuất đưa ra thị trường nhiều mẫu mã sản phẩm có thêm chức năng chống gù, chống vẹo cuộc sống. Giá bán bình quân từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng trên sản phẩm.
nhiều doanh nghiệp trong nước đã chủ động cải tiến về chất lượng, mẫu mã. Nhiều cửa hàng, nhà sách bắt đầu triển khai chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng, chuẩn bị cho năm học mới. Hiệu sách Nhân dân Mỹ Hào thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng, dụng cụ học tập, đồ dùng học sinh, sách giáo khoa, sách tham khảo. Thời điểm bây giờ thì chuẩn bị vào năm học mới, sức mua cũng đã tăng rất là đáng kể rồi. Giá cả so với năm ngoái thì nó cũng bình ổn. Một số mặt hàng có tăng giá nhẹ nhưng không đáng kể. Từ đầu năm đến nay, việc sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng gặp nhiều khó khăn vì thiếu thị trường đầu ra do hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tiêu dùng toàn cầu chậm lại. Các thị trường xuất nhập khẩu lớn truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp. Do vậy, hoạt động tín dụng cũng bị ảnh hưởng nhiều. Với quan điểm ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp, ngay từ đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung vào chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo điều kiện cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng, tích cực kết nối ngân hàng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho khách hàng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine, nền kinh tế toàn cầu suy giảm, tình hình hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, tiêu dùng giảm mạnh dẫn đến nhu cầu vốn tín dụng giảm. Dư nợ cho vay 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng vì thế tăng chậm. Dư nợ cho vay một số ngành, lĩnh vực giảm so với đầu năm. Đến 30 tháng 6 chúng ta đạt là 88,9 nghìn tỷ đồng. Và tốc độ tăng trưởng mới đạt được có 2,65%. Mà trong khi đó toàn quốc đến 30 tháng 6 đấy, thì tăng trưởng là 4,73%. Thế thì riêng về cái chỉ tiêu tín dụng thì toàn quốc nói chung đấy, thì năm nay là cái mục tiêu đề ra là của Chính phủ chỉ đạo cũng như là của ngân hàng ấy, là cấp room tín dụng cho các tổ tín dụng định hướng là tăng trưởng 14%, thì bây giờ chúng ta mới đạt có 4,7%. Thế và Hưng Yên của chúng ta còn thấp hơn, chúng ta mới đạt được có 2,65%. Thì đây cũng là một cái nhiệm vụ mà chúng ta phải đưa ra cái việc mà giải pháp để mà thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình tài chính của khách hàng, doanh thu, lợi nhuận, khả năng trả nợ của một số khách hàng giảm, dẫn đến nợ xấu của một số chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng so với đầu năm. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, dư nợ xấu trên toàn địa bàn là 1.333 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,5% tổng dư nợ, tăng 547 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Với phương châm chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP. Doanh số cho vay hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình đạt 1.268 tỷ đồng, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đạt 272 tỷ đồng. Số khách hàng được hỗ trợ lãi suất là 36 khách hàng, số tiền đã hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đạt 5,2 tỷ đồng. Tôi đã đang vay của nhà nước là 1 tỷ 2, lãi suất là 0,8, nhà nước đã hỗ trợ là 2%, còn 0,6. Cũng rất cảm ơn Đảng và Chính phủ quan tâm đến các cái công ty nhỏ. Bên cạnh đó, các ngân hàng đã nhanh chóng triển khai chính sách, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại thông tư số 02/2023/TT-NHNN. Tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lũy kế gồm cả gốc và lãi đạt 298 tỷ đồng với 31 lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cũng như đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% trong năm 2023. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hưng Yên có những chỉ đạo rất cụ thể. Các ngân hàng thương mại cũng như ngân hàng cổ phần tiếp tục tiết kiệm các loại chi phí không cần thiết để tiếp tục giảm lãi suất cho vay và chia sẻ khó khăn với khách hàng, thực hiện tốt cái thông tư số 02 ngày 23 tháng 4 năm 2023 quy định về việc các tổ chức tín dụng về ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn theo cái chỉ đạo của Chính phủ, đẩy mạnh cho vay các chương trình ưu tiên như là nông nghiệp nông thôn, cho vay xuất nhập khẩu, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
và cho vay công nghiệp phụ trợ, thì cái này các đồng chí tiếp tục là cho vay theo bốn cái chương trình này, và các cái chương trình này là các đồng chí là cũng áp dụng cái lãi suất là được ưu đãi. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước tỉnh cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng cần tăng cường rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình thủ tục cho vay, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng tiếp cận tín dụng ngân hàng, qua đó tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, hoạt động tín dụng khó khăn thì vẫn có những ngân hàng chủ động cắt giảm lợi nhuận, chia sẻ với khách hàng bằng cách chủ động hạ lãi suất hoặc đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm thời gian đi lại và chi phí cho khách hàng. Đó chính là những điểm sáng đáng ghi nhận trong hoạt động ngân hàng 6 tháng qua. Hôm nay chị Thùy, kế toán trưởng của công ty cầu trục và kết cấu thép An Thịnh đến phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Hiến đặt tại Yên Mỹ để làm thủ tục giải ngân cho công ty. Việc được hỗ trợ giảm lãi suất của ngân hàng đã giúp công ty của chị trụ vững, tạo việc làm ổn định cho 50 lao động địa phương. Vừa qua thì ngân hàng đã có chính sách rằng là giảm chi phí và lãi suất cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong đó có doanh nghiệp chúng tôi đã là một trong những doanh nghiệp được hưởng cái chính sách ưu đãi đó của ngân hàng. Tôi thấy chính sách này rất là điều kiện tốt để thúc đẩy doanh nghiệp tôi phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo công ăn việc làm. Đó chỉ là một trong số hơn 800 khách hàng đã được ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Hiến áp dụng chính sách giảm lãi suất cho vay. Trong lúc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 4 lần giảm lãi suất điều hành, thì Vietcombank chi nhánh Phú Hiến đã 6 lần giảm lãi suất, chia sẻ khó khăn với khách hàng. Khách hàng cho vay thì với Vietcombank Phú Hiến cũng đã có 6 lần điều chỉnh lãi suất, từ với mức lãi suất được điều chỉnh từ 1% đến 3,5% để hỗ trợ khách hàng. Với tổng số khách hàng của Vietcombank Phú Hiến là hơn 200 khách hàng doanh nghiệp và gần 600 khách hàng cá nhân, thì tổng số tiền đã hỗ trợ cho khách hàng trong thời gian 6 tháng đầu năm sau hậu quả của dịch Covid và cũng như khủng hoảng của chiến tranh của Nga-Ukraine, thì tổng số tiền đã hỗ trợ được là tương ứng với mức sắp xỉ khoảng 45 tỷ. Và đây là toàn bộ là cái phần là được rút giảm từ phần chi phí và quản lý cũng như là các tiết giảm của các hoạt động trong quá trình kinh doanh cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Chính nhờ sự đồng hành chia sẻ này nên trong lúc dư nợ tín dụng chung của cả tỉnh mới tăng được 2,65% so với đầu năm, thì Vietcombank Phú Hiến lại bứt tốc đạt tăng trưởng tín dụng 22,4%. Một điểm sáng phải kể đến trong hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2023 chính là công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng. Hiện nay, trên các ứng dụng ngân hàng số đều thanh toán online cho các hóa đơn tiền điện, tiền nước, cước điện thoại, viễn thông, truyền hình trả tiền. Doanh số thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng Hưng Yên trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt gần 250.000 tỷ đồng. Chính nhờ chuyển đổi số mà có những ngân hàng hoạt động chưa lâu trên địa bàn đã được khách hàng biết đến và sử dụng nhiều dịch vụ. Trong giai đoạn qua thì MB đã triển khai một cách quyết liệt các vấn đề liên quan chuyển đổi số, và thông qua chuyển đổi số thì MB cũng có thu hút được những lượng khách hàng rất là lớn trong giai đoạn qua. Điển hình như năm 2022 là một năm rất là khó khăn, tuy nhiên là đối với toàn hệ thống MB thì cũng đã thu hút được khoảng trên 7 triệu khách hàng và nâng số lượng khách hàng tại MB lên trên 20 triệu khách hàng. Tại Hưng Yên đến thời điểm hiện tại thì đã có 242.000 khách hàng có tài khoản giao dịch tại MB Hưng Yên, và trong giai đoạn qua thì cái lượng tài khoản này cũng đã đem lại cho MB Hưng Yên cái hoạt động có rất là nhiều khởi sắc trên cơ sở các cái số liệu liên quan huy động và dự huy động của MB, đặc biệt là cái chỉ tiêu CASA. Và với cái sản phẩm app của MB Bank thì trong giai đoạn qua thì đã tạo được cái dấu ấn rất là lớn trên địa bàn, và đây là một cái điểm nhấn trong cái triển khai hoạt động liên quan chuyển đổi số. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng nên các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng ứng dụng công nghệ mới trong quản trị điều hành và cung ứng sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng số, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng về thanh toán và sử dụng các dịch vụ của khách hàng, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, góp phần đưa hoạt động chuyển đổi số của ngành ngân hàng tỉnh Hưng Yên xếp top đầu cả nước. Tới đây, tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 10 phút thứ bảy tuần sau.